Kênh YouTube bác sĩ Cây Nho Ninh Thuận xin chào tất cả các chị. Thì đã lâu lắm rồi thì em chưa làm nhiều video chia sẻ về kỹ thuật trồng nho cũng như trồng táo đến cho các anh chị. Thì hôm nay thì em xin tiếp tục chia sẻ cho các anh chị về phương pháp tạo cành cho vườn táo khi mà mình trồng từ dưới đất lên vàng và tạo cành như thế nào. Nó có khác gì so với cây nho hay không? Thì như các anh chị đang thấy, đây là vườn táo Thái da xanh này, hay còn gọi là táo bơm á, là đặc sản ở Ninh Thuận em. Thì cái vườn táo này á, thì đã được trồng được 3 tháng và đã có nhiều cây. Cái táo đã bắt đầu lên vàng và bắt đầu tạo cành này. Đó, đây là những cái cành táo được leo lên vàng. Và rất nhiều anh chị đang thắc mắc là không biết là cây táo mình sẽ tạo cành như thế nào, có tạo cành y như cây nho là cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay không. Thì hôm nay em sẽ đi chuyên sâu vào để chia sẻ cho các anh chị đó. Thì thường á, thì cây táo mới trồng á, thì cũng như cây nho là mình sẽ để một cái ngọn chính leo từ dưới đất lên vàng đó. Và đây này, như cái cây này nè các anh chị đó, khi táo vẫn có chồi nách nhé, và đang có bông, táo thì dễ có bông lắm, nhưng mà mình vẫn để một cái ngọn chính thôi cho nó lên vàng, thì sau đó mình mới bắt đầu tạo cành đó. Thì như cái cây hiện tại các anh chị đang xem nè, thì nó đã lên vàng và mình đã bắt đầu tạo cành ra. Thì đặc tính của cây táo là mình không có cần phải bấm cành đó. Thì quan trọng là mình để một ngọn cho nó lên trên vàng, và lên trên vàng rồi á, thì nó sẽ có rất là nhiều nhánh nhỏ, nó sẽ nứt ra, và mình sẽ để những cái nhánh nhỏ đó làm những cái cành chính của mình để cho ra quả đó. Thì thường trung bình á, thì em xin nói sơ qua là cái khâu làm vàng á, thì cũng như là cây nho mà thôi đó. Hàng cách hàng á đó, các anh chị thấy không, những hàng táo á, là đi phải thẳng hàng với nhau đó. Và trung bình á, là cây táo mình sẽ trồng rất là thưa cây nho rất nhiều, trung bình là mình trồng cây cách cây này đó là 4m đến 5m, và hàng cách hàng cũng vậy đó. Bởi vì cái tán của cây táo nó rất là lớn, chỉ cần trong vòng khoảng 1 năm đầu đến 1 năm rưỡi nó có thể bao phủ rất là nhanh, vì cây táo là cây cổ thụ mà, và cái thời gian sinh trưởng và phát triển và thu hoạch quả có thể từ 10 đến 15 năm tùy theo cách chăm sóc của vườn mình. Và thường á, là hiện tại là cây táo ở vườn này là mới trồng được 3 tháng và bắt đầu lên vàng này đó. Và chỉ cần chỉ sau khoảng 2 tháng đến 3 tháng nữa là sẽ táo sẽ bắt đầu đậu quả và mình có thể cho thu hoạch được rồi. Đây là những cành nách này, mình phải bỏ hết để cho chất dinh dưỡng tập trung để nuôi phía phần trên đó. Lá rất là khỏe, đặc tính của cây táo nó dễ trồng hơn cây nho rất là nhiều, lá rất là dày và khó có bị bệnh lắm đó. Và kỹ thuật chăm sóc thì đã được em với ba em đã chia sẻ rồi, nên các anh chị mà có mà muốn biết về kỹ thuật như thế nào thì xem lại những video trước đó. Thì còn hiện tại thì em quay lên để chia sẻ cho các anh chị rằng táo là mình không cần phải bấm cấp 1, cấp 2 gì hết, lên và mình để lên vàng, và sau đó mình để những cái nhánh để cho nó lan ra, và những cái nhánh yếu thì mình bỏ, và mình để nhánh bự thì trung bình để từ khoảng 8 đến 10 nhánh là nó có thể bao phủ hết cái vườn nho của nhà mình rồi. Và đến đây thì táo đang bông, và khoảng 2 tháng sau nữa những cái bông nó sẽ đậu quả. Vậy video của em đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị nhé.